Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, vậy là sắp đến dịp Thanh Minh rồi ạ. Và đến mỗi khi mà Thanh Minh đến ấy, thì nhà nhà chúng ta đều tỏ lòng thành kính đến với Tổ tiên. Chính vì vậy nhiều gia đình có thiên hướng là đến những ngày như Thanh Minh hoặc tuần rằm mùng 1 thì cúng cỗ chay. Tuy nhiên thì nhiều người người ta khá là lo ngại, bởi vì nếu như chúng ta chế biến cỗ chay tại nhà thì từ những cái thực phẩm ví dụ như rau củ quả lạc đậu chẳng hạn, thì liệu cái mâm cơm ấy nó có sơ sài quá hay không? Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhờ đến một chuyên gia về đồ chay, đó là chị Trần Thị Thường ạ, nhà chủ quán cơm chay Linh Đàm. Chào chị Thường ạ. Thưa chị Thường, hôm nay thì chị có thể hướng dẫn chúng tôi làm sao mà có thể chế biến một cái mâm cỗ chay nó có thể là đơn giản nhất nhưng mà nó cũng phải phong phú và đa dạng, làm sao để có thể bày tỏ được cái lòng thành kính của con cháu đến với Tổ tiên được hay không ạ? Xin chào chị Thủy, xin chào chương trình và xin chào tất cả các bạn khán giả. Hôm nay thực sự là mình rất là hoan hỉ khi được chia sẻ những cái điều rất là mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mình xin chia sẻ cho các bạn, dịp Thanh Minh cũng đến rồi, cũng là cái ngày mà để chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên. Theo quan niệm của nhà Phật ý, thì làm cúng chay, cái thứ nhất là làm cho những hương linh của người đã mất, ông bà tổ tiên của chúng ta đã sẽ siêu sanh về cõi lành, cõi tịnh, đồng thời là cũng giúp cho những người còn sống của chúng ta tránh được như là sát sinh, tăng trưởng lòng từ bi. Thực ra trên thị trường rất là nhiều những cái món ăn chay, ví dụ như giò chay này, các bạn có thể mua ở các cửa hàng chay này. Rồi là bởi vì là khi mà mình chế biến cũng như chị Thủy nói, rất là mất nhiều công đoạn để mình có thể sản xuất ra được cái món giò chay, thì là chúng ta có thể giò chay này, mâm mặn có gì thì mâm chay cũng có cái đấy nhé bạn nhé. Như chị Thủy nhìn này, đây là giò chay được chế biến từ mì căn này, rồi là sườn chay này, sườn chay được chế biến từ dừa và các loại hạt đậu tương dinh dưỡng và xay ra, và nhờ những cái sự tinh tế của những người đầu bếp và sẽ nặn ra cái hình thù giống như miếng sườn này này, để cho mọi người yên tâm là mâm cỗ chay không hề đơn giản chút nào nhé bạn nhé. Và tiếp tục là nem chay này, nem chay thì bao gồm củ quả này, các loại giò chay, mộc nhĩ, nấm hương cũng giống như là mình làm, tuy nhiên là thịt thì được làm thịt chay, thịt bằm chay chế biến từ các loại đậu tương và các loại hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, hạt điều, maca, một những cái loại dinh dưỡng đầy đủ lipid, protein. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mâm cỗ nhá. Đây là đầu tiên là món nem rán, rất là mang tính truyền thống đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Nem rán chay này. Nem rán chay và tiếp tục món giò này, giò chay này. Giò chay khi các bạn làm món chay các bạn phải cố gắng là mình bày cho đẹp nhé. Bởi vì là ăn bằng mắt mà. Đấy, chúng ta dùng cái dao sóng chúng ta cắt. Mâm cỗ này dùng cho 6 người này. Thì chúng ta sẽ cắt thành 6 khoanh. Sau đó chúng ta sẽ bày. Bởi vì thông thường là mọi người sẽ ăn bằng mắt chị Thủy nhé. Khi mà mình làm đẹp ấy thì là... Không, nhưng tôi nghĩ rằng là với cái món giò chay này chẳng hạn, khi mà chị thái ra chẳng hạn thấy cũng khá là cái mùi thơm cũng rất đặc trưng. Và tiếp theo một món mâm cỗ truyền thống không thiểu thiếu được, đó là món xôi nhé. Thông thường món mặn chúng ta sẽ dùng xôi ruốc thịt, nhưng mà mình làm chay mình sẽ làm bằng xôi ruốc nấm bạn nhé. Xôi ruốc nấm, cái ruốc này được làm từ nấm hương này, rất là thơm và bổ này. Xôi ruốc nấm này. Đây, chúng ta đã có 3 món rồi. Chúng ta sẽ có 3 món, và món tiếp tục là món cá kho, hay là bên chay của mình thường gọi là món lục hòa. Thành phần bao gồm rong biển và các loại đậu tương xay ra và váng đậu xay ra và mình quận, nhưng mà tuy nhiên là cái thao tác để mà làm cái này nó phải có dụng cụ máy xay rất là to, nên là thông thường các quán chay họ bán này là kho sẵn rồi, nên mình về mình chỉ việc bỏ ra và mình bày, mình làm nóng lên là có một món cá kho rất là ngon chị Thủy nhá. Vâng, đây là món cá kho ạ. Thực ra là cái mâm cỗ của chúng ta là đầy đủ các món đúng không ạ? À, không thiếu một chút nào. Tiếp tục là món canh này, canh nấm hầu hầm chú bắp này, đó là chúng ta ra. Không thể thiếu là món gà, món rất là truyền thống nhé. Gà chúng ta sẽ là dùng gà hấp nhé. Gà này ở các quán chay họ cũng bán sẵn rồi nhé chị nhé. Tuy nhiên là mình mua về mình vẫn phải chế biến, bởi vì mình không biết chế biến thì mình ăn nó sẽ rất là nhàm chán. Chúng ta chỉ mua về đơn giản là mình rất là muốn chia sẻ với các bạn, nhưng vì thời lượng chương trình chỉ có hạn nên mình sẽ giới thiệu những cái cơ bản nhất. Gà này các bạn mang về các bạn hấp lên nhé. Sau đó các bạn sẽ thái ra này, thái miếng vừa ăn. Chúng ta sẽ bày ra đĩa này. Đấy. Chúng ta bày ra đĩa nhé.
xong chúng ta sẽ dưới sốt lên này. Sốt này bao gồm là sốt Thái nhé các bạn nhé. Bởi vì ở trong các thị trường bây giờ họ bán sốt Thái làm sẵn rất là nhiều. Đấy, chúng ta dưới sốt lên. Món gà này lại không phải chấm tiêu chanh mà lại ở dưới sốt đúng không ạ? Dạ đúng rồi, sốt này bao gồm chua cay mặn ngọt đầy đủ rồi ạ. Và khi chúng ta ăn là chúng ta quậy với nước sốt rất là ngon. Và món gà thì không thể thiếu lá chanh. Đây ạ, chúng ta cũng rắc lá chanh lên này. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn. Đấy, cho nên là món cỗ chay sau đó chúng ta sẽ bày hoa ra này. Bày hoa ra thì cái món của chúng ta nó sẽ rất là đẹp mắt. Đấy, đây là món gà chay hấp mật ong này, sốt Thái này. Và món tiếp theo là món nộm đu đủ nhé. Nộm đu đủ này mình hướng dẫn cho các bạn là khi mình thắp hương ấy, thì nộm đu đủ ta thành phần bao gồm đu đủ nạo sợi này. Bây giờ ở quán, ở chợ cũng bán rất là nhiều. Đây là món đu đủ nạo sợi, dưa chuột, rồi bắp cải tím này. Đấy, khi chúng ta thắp hương ấy, bởi vì những cái món salad này thông thường là khi mà mình được dội sốt lên ấy chị Thủy, nó rất là nó hay ra nước. Nên là chúng ta cứ, đúng rồi ạ, chúng ta cứ để như thế này, chúng ta bày lên như thế này. Và khi nào mà ăn ấy thì bắt đầu chúng ta mới trộn. Chúng ta mới để đổ sốt, bắt nước sốt để bên cạnh. Dạ đúng rồi, nước sốt mà mình bỏ như thế nên mình thắp hương y thế. Nên khi nào chúng ta ăn thì chúng ta mới dội sốt lên nhé. Sau đó các bạn bày hoa lên này. Bày hoa lên. Bày hoa lên. Đấy. Sau đó chúng ta cũng rắc lạc lên. Rắc lạc lên. Nó không khác gì món mặn đấy các bạn nhé. Chỉ có điều là khi mà chúng ta làm mặn thì chúng ta dùng nước mắm mặn để làm sốt. Còn đây là dùng nước mắm chay. Đây, nước sốt này các bạn để sang bên cạnh này. Để sang bên cạnh để khi nào chúng ta ăn ấy, thì bắt đầu chúng ta dội sốt lên. Thế là ok, là cái nguyên liệu của mình nó không bị ướt đấy ạ. Và món tiếp theo là món nem thính cuốn lá sung nhé chị Thủy nhé. Món nem thính cuốn lá sung thực ra rất là làm rất là đơn giản. Chị chỉ ra ngoài chợ chị mua một là nấm đùi gà tươi hoặc là nấm sò. Nấm sò tươi và mình về mình trần lên. Mình trần lên, mình xào qua thôi. Mình xào qua cho nó khô. Xong bắt đầu mình cho hạt nêm, gia vị, nước mắm vào. Mình đảo khô, sau đó là mình trộn. Mình trộn. Đấy, bây giờ em sẽ trộn cho những cái thao tác thông thường thì khi em chia sẻ thì chắc là các quý khán giả cũng nắm bắt được rồi đúng không ạ? Và mình trộn thêm một ít chút lá chanh này. Trộn ít lá chanh này. Nói chung là mình cũng đừng nghĩ phức tạp quá chị Thủy nhé. Bởi vì mình cứ làm món mặn như nào thì mình sẽ làm món chay như thế. Vâng. Đây là mình cứ tưởng tượng nấm này là cái thành phần của tai lợn, tai lợn đấy ạ. Vâng. Thì là mình trộn lá chanh này. Trong quá trình xào nấm là mình đã cho gia vị, hạt nêm các thứ rồi nhé. Vâng. Xanh xong một cái bước cuối cùng là bắt đầu là mình cho thính nếp này. Thính nếp vào. Đúng là qua cái lời giới thiệu của chị Thường thì tôi nghĩ rằng với cái món nem tai như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thao tác được tại nhà đúng không? Vâng ạ. Riêng món này chúng ta còn, bình thường là chúng ta hay đi mua như thế này còn không cần phải đi mua nữa ấy. Đấy, khách hàng ở đây rất là ưa chuộng cái món nem thính quấn lá sung của nhà mình nhé. Đấy, sau đó các bạn trộn lên rất là nhanh. Là mình có một món nem thính quấn lá sung, sau đó các bạn bày ra lá sung mình xếp sẵn nhé. Vâng. Đấy. Món tiếp theo là món cơm cuốn gạo lứt hay người ta còn gọi là món sushi đấy ạ. Vâng. Sushi là cuộn bằng rong biển. Thực ra cái món sushi này mình đã ăn rất là nhiều rồi ạ. Nhưng mà mọi người không để ý thôi. Cái món này là rất là tốt. Và khi mà mình cho vào mâm cỗ ấy, nó cũng màu sắc nó rất là hài hòa. Thành phần bao gồm cơm gạo lứt này. Hoặc là chúng ta không muốn dùng màu đen ấy, thì chúng ta có thể dùng cơm gạo tẻ cũng được ạ. Mình cứ thổi cơm lên xong mình trộn gia vị hạt nêm. Và sau khi đó mình trải cái lá rong biển ra và mình cho mình cuốn thao tác y như là mình mỗi lần mình cuốn sushi cho con ấy ạ. Làm sao cho hài hòa cho đẹp. Bởi vì là khi mà chúng ta làm cỗ chay chúng ta chú ý nhé. Mình làm bất cứ kỳ cái gì cũng thế. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích. 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên chúng ta làm rất là tỉ mỉ để công đức mình cảm ơn công ơn sinh thành của ông bà tổ tiên đã có chúng ta ngày hôm nay đấy ạ. Thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xào món rau dổi xào chay. Thông thường là bởi vì những cái bạn khách hàng đây thường cái rau dổi nó rất là ngon, hay chúng ta còn gọi là rau tiến vua đấy ạ. Là cái thời ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ăn những cái rau này thôi. Thì là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món rau tiến vua xào bò lát chay. Khi mà mình mua rau dổi về mình cắt khúc vừa ăn nhé chị nhé, từ khoảng 3 đến 4 cm. Sau đó chúng ta ngâm trong chúng ta trần cái nấm đùi này. Chúng ta cũng về chúng ta cắt bằng cái kích thước tùy theo mỗi gia đình, mỗi sở thích của mỗi người. Và chúng ta trần hết các loại rau củ quả, bao gồm món rau dổi xào chay này, gồm có
Bò lát chay là thành phần chủ yếu. Bò lát chay bây giờ trên thị trường bán cũng rất là nhiều. Rau dồi, nấm họ, nấm đùi gà và cà rốt, cần tây. Nói chung là các bạn cứ tưởng tượng là ở nhà các bạn làm món bò xào cần tỏi nào thì món rau dồi xào chay thì bạn cũng xào như thế ạ. Đặc biệt khi thế món món chay các bạn cho một chút thôi nhé, một chút dầu thôi. Chúng ta sẽ cho rau củ quả vào này. Thông thường màu trắng các bạn sẽ cho vào trước nhé. Bởi vì khi màu trắng ấy thì là mình rau xanh là mình cho phần vào sau ấy là nó sẽ bị đỏ rau. Đấy. Màu trắng phải cho vào trước. Màu trắng, vâng. Chúng ta xào này, nấm bao giờ chúng ta cũng xào săn. Sau đó chúng ta sẽ xào rau dổi này. Rau dổi này, bò lát chay, nấm hương này. Bởi vì rau này khi mà mình ngâm mình trần nó cũng chín hết rồi chị Thủy nhá. Đấy, cà rốt này. Đấy. Sau đó mình sẽ cho gia vị này, cho ra một chút hạt nêm này, một chút nước mắm chay này, và một chút gia vị hải châu này. Sau đó các bạn xào. Các bạn cố gắng là khi quá trình chúng ta xào đồ xào nhé, là chúng ta phải cho to lửa nhé. Cho to lửa thì nó không bị rau củ quả không bị ra nước. Sau đó thao tác cuối cùng là chúng cho tấm tuyết nhĩ và cần tây vào. Thưa chị, liệu chúng ta có phải lưu ý khi mà chúng ta làm các cái món chay như này thì cái thời lượng xào thì nó có nhanh hơn cái món mặn không ạ? Thực ra thì nó cũng giống như chế biến, chắc chắn là sẽ nhanh hơn món mặn, bởi vì là khi mà các loại củ quả ấy, thì thông thường nó sẽ chín nhanh hơn. Khi xào thì các bạn cố gắng đảo nhanh tay, vài phút thôi là chúng ta có món rau dổi xào bò. Mình sẽ giới thiệu thành phần của món sườn chay nhé. Vâng ạ. Sườn này bao gồm sườn thì bây giờ mình cũng giới thiệu cho chị Thủy và các bạn khán giả biết là hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều, nên là mình không cần phải làm, để làm thì nó rất là mất thời gian. Mình ra mình mua một gói sườn sẵn về, xong mình rán lên, sau khi rán thì được màu sắc như thế này. Đây, chúng ta sẽ cho sườn vào nhé, cho sườn vào này, chúng ta bật bếp chúng ta cho sườn vào này. Đấy, xong đun nóng chảo lên là chúng ta sẽ cho sốt. Sốt này ở ngoài thị trường bây giờ bán rất là nhiều sốt Thái nhá. Đây là bao gồm mà mình cho nhỏ lửa, bởi vì trong quá trình mình làm sườn nên mình phải cho nhỏ lửa. Cháy. Đấy. Các bạn. Sườn về là trước khi mà làm là chúng ta sẽ chiên sơ qua. Đúng rồi, chiên sơ qua và chúng ta rội sốt, nên bây giờ có rất nhiều, tùy theo các bạn có thể ăn sườn sốt me nhé. Sườn sốt chua ngọt thì bạn có thể mua sẵn sốt chua ngọt, sốt Thái ở ngoài quán rất là nhiều nhé. Đấy, xong các bạn chỉ thế này chúng mình đun, mình cho sốt vào thì tự nhiên món ăn nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều và nó không bị nhạt nhẽo, đúng không? Thì Thủy nhìn nó đã khác khi mình chỉ rán lên mình thắp hương chưa? Đúng xong rồi. Mình thắp hương xong mình không có muốn ăn thì là cái công đức của mình nó không trọn vẹn đấy. Đúng rồi ạ. Thưa quý khán giả, với sự hướng dẫn của chị Thường, chủ quán cơm chay Linh Đàm, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện một cái mâm cỗ chay tại nhà vừa đầy đủ chất dinh dưỡng này, vừa phong phú đa dạng, và mặt khác là nó có bày tỏ được sự hiếu kính, lòng thành kính của chúng ta đến với tổ tiên. Và chúc quý khán giả là trong cái dịp thanh minh này sẽ có thể thực hiện luôn được một mâm cỗ chay tại nhà. Còn bây giờ thì do thời lượng có hạn thì chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau ạ.